Cầu thủ Indonesia kể chuyện câu thẻ đỏ Văn Hậu. Trong podcast về AFF Cup 2022 mới được phát sóng gần đây, tiền vệ Mark Law đã có những chia sẻ khá thú vị về những gì diễn ra trên sân trong hai lượt trận bán kết giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, Mark Law nói về đoàn Văn Hậu và cách huấn luyện viên Shin Tae-jong đưa ra đấu pháp để khiến hậu vệ của đội tuyển Việt Nam rời sân. Chúng tôi tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Trong trận đó, hậu vệ trái số 5 thực hiện rất nhiều pha tắc bóng bằng hai chân, đánh cùi trỏ và mỗi lần như vậy, anh ấy lại tỏ ra như thể chính mình đang bị đau. Tôi biết rất nhiều người đều nói về những gì anh ấy đã làm, hầu hết đều thắc mắc tại sao Văn Hậu chỉ phải nhận một thẻ vàng. Trong trận lượt về, Văn Hậu vẫn làm những điều tương tự trong hiệp 1. Khi đó, chúng tôi bị dẫn trước. Trong giờ nghỉ, huấn luyện viên nói với tôi rằng hãy làm gì đó để khiến Văn Hậu phải rời sân. Chúng ta có thể lội ngược dòng nếu đối thủ chỉ chơi với 10 người. Thú thực là tôi đã thử nhưng anh ấy rất thông minh. Có một lần tôi nghĩ rằng Văn Hậu đã định thúc cùi trỏ vào tôi nhưng anh ấy đã kịp hạ tay xuống. Thú thực là tôi hơi xấu hổ khi phải làm như thế. Đó không phải là cách tôi chơi bóng, nhưng rõ ràng chúng tôi cần làm mọi thứ có thể trong hoàn cảnh đó. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!